Xin chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ, bình an, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tuần mới gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021, giúp cho các bạn nắm bắt được vận trình của mình và cải biến tốt hơn. 1. Tử vi tuổi Tý tuần mới từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Tử vi tuần mới từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp nói rằng tuổi Tý đừng vội vàng trong bất cứ việc gì. Có những thứ bản mệnh tin tưởng 10 nhưng đến khi kết quả lại bất ngờ. Đầu tuần, con giáp này có thể gặp nhiều thách thức nhưng nếu suy nghĩ theo hướng tích cực, đây có thể là khởi đầu mới cho bản mệnh. Tuy nhiên có thể thành công hoặc thất bại, con giáp này vẫn cần có sự can đảm và chuẩn bị tâm lý để đối mặt với thử thách. Về phương diện tình cảm có chút trầm lắng vì tuổi Tý không dành đủ thời gian cho nửa kia. Nếu nội tại hai người đang có hiểu nhầm gì thì nên thẳng thắn trò chuyện để tìm cách tháo gỡ. Tuần mới của bản mệnh không có gì đáng lo dù đôi lúc xảy ra một số rắc rối không đáng có. Nếu tuổi Tý không kiểm soát tốt thì cuối tuần là thời điểm nguy hiểm nhất sẽ dễ khiến con giáp này bị tổn thương tuần này sẽ có những người khiến tuổi tí cảm thấy bất ngờ vì bản thân đã từng tin tưởng họ nhưng vẫn bị đâm sau lưng lúc nào không hay. Hãy rút kinh nghiệm để không dễ dàng chia sẻ thông tin quan trọng cho bất cứ ai. 2. Tử vi tuổi sửu tuần mới, từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 cho thấy, người tuổi sửu mong muốn có được tình yêu đẹp như trong mộng thì tuần này con giáp tuổi sửu sẽ được thỏa nguyện đó. Đào hoa khởi vượng, tình cảm đôi lứa như được thăng hoa lên tầm cao mới, thậm chí có người tính đến chuyện trăm năm. Tuy nhiên bên cạnh những niềm vui và hạnh phúc trong chuyện tình cảm là những mối nguy khi có điểm hung tinh ngáng trở vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh kẻ tiểu nhân ganh ghét trước những thành công mà tuổi sửu có được. Tất nhiên trong tuần con giáp này sẽ tạo được điểm nhấn cho mình bởi những thành quả có được sau bao công sức bỏ ra. Bản mệnh có sự sáng tạo mà không phải ai cũng có được. Không có thành công nào là dễ dàng cả, hãy cố gắng phát huy thế mạnh của mình nhiều hơn. Tình hình tài chính không được ổn định, khi con giáp này có tiền hôm trước thì hôm sau đã bị hao tán bản mệnh không có kế hoạch chi tiêu rõ ràng nên dễ bị lạm chi, mua sắm những thứ không thực sự cần thiết. 3. Tử vi tuổi dần tuần mới, từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Tử vi tuần mới từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp nói rằng, tuổi dần sẽ có được các tinh trợ mệnh, công việc tiến triển khá tốt đẹp con giáp này trong tuần được quý nhân giúp đỡ nên nhìn rõ hơn bước đường mình cần phải đi không còn trần chư hay do dự để mất cơ hội trước mắt mình nữa bản mệnh biết được năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện không ngại gian khổ khó khăn có thể gặp phải con giáp này kiên trì và bền bỉ theo đuổi mục tiêu chứ chẳng bỏ cuộc đâu thành công sẽ sớm đến với tuổi dần mà thôi đường tài lộc không được vượng đầu tuần con giáp này dễ mất tiền vào những chuyện chẳng đáng thế nhưng bản mệnh cũng đừng quá lo lắng bởi tới cuối tuần sẽ có người giới thiệu cho công việc làm thêm giúp gia tăng nguồn thu nhập ngay thôi. Bên cạnh đó, do hung vận đeo bám nên mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và đối phương xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Con giáp này không thực sự tự tin khi mà đối phương chẳng hề biểu lộ mong muốn giữ mình ở bên thêm nữa. Tình yêu cần phải vun đắp từ hai phía mới có thể bền chặt được. 4. Tử vi tuổi Mão tuần mới từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Tử vi tuần mới từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp nói rằng vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mão diễn ra khá tốt. Tuy nhiên bản mệnh vẫn bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại không hay. Con giáp này càng cố gắng, càng giành được nhiều thành công thì càng có nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại nếu không đề phòng đầu tuần bản mệnh không cẩn thận sẽ dễ bị kẻ tiểu nhân lừa gạt con giáp này được nhắc nhở chớ nên khoe khoang nhiều về số tiền mình có trong tay cuối tuần sẽ có cơ hội cho tuổi mão gỡ gạc lại những gì đã mất đừng bỏ lỡ thời cơ hiếm có này nhân duyên của tuổi mão không được tốt có lẽ hung vận lớn phần nào ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của con giáp này khó mà tìm được người tâm đầu ý hợp với mình bản mệnh cảm thấy buồn phiền khi xung quanh ai cũng có đôi có cặp Tuy nhiên nữ mệnh tuổi Mão vẫn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong vận trình tình cảm so với nam mệnh. Con giáp này cần phải đưa tay mà nắm giữ hạnh phúc đi thôi, đừng kén cá chọn canh mãi nữa nếu không vẫn cứ cô đơn lẻ bóng mà thôi. Năm Tử Vi tuổi Thìn tuần mới từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 cho biết, đường công danh sự nghiệp của tuổi thìn không có nhiều biến động, nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra khá tốt. Bản mệnh đã biết cách để thể hiện năng lực của mình, tuy đôi lúc còn sao nhãng nhưng gây được nhiều ấn tượng tốt với lãnh đạo. Về phương diện tài lộc có xu hướng sụt giảm đáng kể, con giáp này cần phải xem lại cách chi tiêu của mình. Đầu tuần tiền về tay không ít nhưng chẳng được bao lâu đã rơi vào cảnh cháy túi bản mệnh nên hạn chế mua sắm những thứ không thực sự cần thiết chỉ vì hứng thú nhất thời vận trình tình duyên của tuổi thìn chẳng mấy êm đẹp đâu con giáp này nên cân nhắc lại trước khi có ý định đưa ra bất cứ quyết định nào đừng vì cô đơn mà vội vàng chọn bừa một ai đó khiến chính bản thân mình cũng như đối phương cùng chịu tổn thương ngoài ra hung tinh chiếu mệnh nhắc nhở tuổi thìn đi lại ngoài đường nên cẩn thận chớ nhanh ẩu mà va chạm với người khác Bên cạnh đó khi làm việc cũng phải tập trung, nhất là những người làm việc chân tay có điểm báo họa huyết quang dễ gặp phải tai họa bất ngờ. 6. Tử vi tuổi tỵ tuần mới, từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 cho thấy, vận trình của tuổi tỵ hung cát đan sen con giáp này nên thường xuyên chăm sóc cho sức khỏe của mình bởi vì yêu cầu công việc mà con giáp này sẽ phải di chuyển khá nhiều dễ mệt mỏi cơ thể có khỏe mạnh dồi dào năng lượng thì mới có thể làm tốt mọi việc được tuần mới bản mệnh động lực để tiến bước cũng như được chỉ đường dẫn lối để tìm thấy được đường đi phát triển được những tiềm năng của mình tạo ra không gian lớn hơn cho bản mệnh thể hiện khả năng sáng tạo trong công việc điểm sáng trong tuần này có lẽ chính là đường tài lộc khởi sắc không ngừng có điều con giáp này phải chờ đợi một chút, tài lộc chỉ vượng từ giữa tuần trở đi, song chắc chắn bản mệnh phải thất vọng. Công sức bỏ ra bấy lâu nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Bên cạnh đó, tuổi tỵ có thể sẽ bất ngờ bởi những niềm hạnh phúc mà đối phương mang lại cho mình trong tuần này đó. Tình yêu không thể đoán trước được, nhiều người nói bản mệnh chọn sai, nhưng con giáp này tin vào quyết định của mình. 7. Tử vi tuổi ngọ tuần mới, từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 nói rằng, tuổi ngọ kiếm được không ít tiền trong tuần này nhưng chi tiêu cũng chẳng phải vừa. Con giáp này cần phải tìm cách để hạn chế hao tài, nếu không tiền kiếm nhiều cũng không còn gì đâu. Đường công danh sự nghiệp cũng không khá hơn bản mệnh có thể gặp phải những trở ngại chính mình tạo ra vào thời điểm đầu tuần con giáp này thiếu đi động lực làm việc phải chờ tới cuối tuần mới có thể khôi phục lại được phong độ của mình may mắn là có các tinh chỉ đường dẫn lối giúp cho bản mệnh hiểu được trách nhiệm của mình trong công việc cũng như cuộc sống từ đó giúp con giáp này nhìn thấy được tương lai của mình sẽ ra sao nếu như không biết cố gắng nỗ lực và chăm chỉ hơn mỗi ngày vận trình tình cảm không được thuận lợi Mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương đang trải qua nhiều thử thách. Tuổi ngọ nên nhớ rằng tình yêu không dễ gì có được, xây mới khó chứ phá thì dễ. Con giáp này để cho mình sống thiếu trách nhiệm là mang tội với chính bản thân mình. 8. Tử vi tuổi Mùi tuần mới, từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 tử vi tuần mới từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp nói rằng, tuổi mùi gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sự bình ổn trong vận trình tình duyên của mình. Bản mệnh cần phải bình tĩnh, chớ nên bốc đồng, hấp tấp mà đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến quãng đường sau này. Điểm sáng nhất trong tuần này của tuổi mùi là đường công danh sự nghiệp có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng, con giáp này có thể sẽ muốn tăng tốc ngay nhưng thường phải đợi đến giữa tuần thì vận khí mới dần lên thành công nối tiếp nhau đến không ngừng về phương diện tài lộc của bản mệnh trong tuần tương đối bất ổn đầu tuần là thời điểm tốt để kiếm tiền con giáp này nếu có ý định ký kết hợp đồng mở rộng quy mô kinh doanh thì nên lựa chọn thời điểm này sau đó về cuối tuần những cơ may tài lộc có thể tan biến chẳng lúc nào hay vận trình tình cảm tuần này được cắt tinh trợ mệnh nên người còn độc thân có thể sẽ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp với mình. Duyên trời đã xe, nhưng có nên đôi lứa hay không thì còn phải xem lựa chọn và tình cảm dành cho đối phương của chính bản thân con giáp này nữa. 9. Tử vi tuổi thân tuần mới, từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 cho thấy, đường công danh sự nghiệp của tuổi thân có dấu hiệu khởi phát. Con giáp này có nhiều cơ hội để vượt qua thử thách mà cấp trên đưa ra. Có những chuyện tưởng chừng khó khăn nhưng khi bắt tay vào làm lại trở nên đơn giản, kết quả tốt đẹp. Tuổi thân cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền trong tuần này đó, từ cả hai nguồn thu phụ và chính dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập khá tốt không lo túng thiếu tuy nhiên trong tuần tuổi thân có những mối nguy hao tiền mất của chính vì thế bản mệnh cần phải đề phòng con giáp này chớ nên vội tin vào lời mời gọi của những kẻ tiểu nhân nếu không chính mình sẽ là người nhận lại thiệt thòi về phương diện tình cảm tuổi thân đang có nhiều lựa chọn nhưng vẫn chưa thể xác định được ai là người thực sự khiến cho trái tim mình rung động nhiều vấn đề phát sinh nhưng đều có cách giải quyết cả mà hãy để cho bản thân thêm thời gian suy nghĩ thấu đáo. 10. Tử vi tuổi dậu tuần mới, từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, vận trình phương diện tài lộc của tuổi dậu từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021, về cơ bản là thuận lợi. Tiền bạc của con giáp này trong tuần không thiếu, nhưng để chờ đến lúc tài lộc dồi dào thì cũng phải tới cuối tuần tuổi dậu có từ nhiều nguồn dù bản mệnh làm nghề gì thì cứ yên tâm là có lộc chỉ cần chăm chỉ mà thôi đường công danh sự nghiệp tuần này tiến triển khá tốt con giáp này sẽ vượt qua được những thử thách đang đặt ra bên cạnh đó bản mệnh cũng giải quyết được những vấn đề còn tồn động trước đó nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách tuy nhiên tuần này tuổi dậu phải đối mặt với hung vận khá lớn mối quan hệ tình cảm của con giáp này trải qua nhiều biến động thăng trầm dù bản mệnh đã cố gắng để hàn gắn lại những rạn nứt trước đó nhưng không thành. Hung tinh cảnh báo con giáp này về những tai họa bất ngờ có thể xảy ra. Bản mệnh đang để cảm xúc dẫn dắt mình mà quên hết cả lý trí, dễ đưa ra những nhận định sai lầm khiến mình hối hận sau này. Hãy suy nghĩ thật thấu đáo trước khi muốn làm bất cứ việc gì. 11. Tử vi tuổi Tuất tuần mới, từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 tử vi tuần mới từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp nói rằng, công việc của tuổi tuất không được suôn sẻ, thuận lợi. Con giáp này dường như đang đắm chìm đầu đâu nên chẳng thể nào tập trung, tuổi tuất cần nhanh chóng tỉnh táo lại. Cơ hội để thăng tiến đã đến rất gần, có tín hiệu tốt cho thấy cấp trên đã chú ý đến. Nhưng nếu con giáp này cứ để tình trạng này tiến triển tiếp thì có lẽ chẳng sớm thì muộn cũng phải trả giá lời khuyên dành cho bản mệnh lúc này là cần phải nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần. Vận tình tài lộc có phần xa sút con giáp này sẽ không gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc đâu. Tiền vào túi khó có thể giữ được toàn hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra mà bản mệnh phải chi tiền ra mới giải quyết ổn thỏa được thôi. Bù lại, vận trình tình duyên của tuổi tuất trong khoảng thời gian này khởi sắc rực rỡ, đặc biệt là con giáp này còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội đón nhận tình cảm từ đối tượng khác phái. Đào hoa trợ mệnh, sức hút cá nhân khiến cho bản mệnh trở nên khác biệt. 12, Tử vi tuổi hợi tuần mới, từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Tử vi hàng tuần của 12 con giáp dự báo tuần mới từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021, tuổi hợi đang đứng trước những quyết định quan trọng về tình cảm. Tuy nhiên, đây có lẽ chưa phải là thời điểm thuận lợi mà con giáp này đưa ra lựa chọn cuối cùng có lẽ bản mệnh sẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm cho thấu đáo, sáng suốt hơn. Trong tuần có điểm báo hung tinh chủ về ưu tư phiền muộn ghé thăm, tuổi hợi lo lắng những chuyện chưa xảy ra mà không dám tiến bước. Người độc thân bị mọi người xung quanh dục dã đã có phần mệt mỏi nhưng vẫn chưa đủ can đảm để thay đổi cuộc sống của mình ngay lập tức. Đầu tuần tài lộc về nhà ảo ảo, con giáp này có sự khéo léo và nhạy bén trong chuyện làm ăn, nên nắm bắt tốt mọi cơ hội tuy nhiên tuổi hợi cần phải xem xét lại các mối quan hệ xã giao của mình bản mệnh rất dễ mù quáng tin người cuối cùng tự làm hại chính mình phương diện công danh sự nghiệp của tuổi hợi tuần này không có nhiều may mắn con giáp này có nỗi phiền muộn khi bị cấp trên khiển trách về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của mình bản mệnh cần phải chấn chỉnh lại tinh thần và tập trung hơn có như vậy mới cải thiện được vận trình trên đây là tử vi tuần mới từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 của bạn. Mong rằng với những dự báo này sẽ giúp bạn chuẩn bị hành trang đón tuần mới được tốt nhất.